Trong video này thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về một số cái tuyến đường bê tông ở miền quê, ở miền Trung Việt Nam. Nó gắn liền với cái danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các cái tuyến đường mà chúng tôi quay trong video này thì nó ở xã nông thôn mới Mỹ Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ở miền Trung Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ quay một số cái tuyến đường nó với cái đặc điểm nó khác nhau. Trong tuyến đường này thì chúng tôi quay một cái đoạn nó đi băng qua một cái cánh đồng để quý vị chiêm ngưỡng cái quang cảnh nó tuyệt đẹp của cánh đồng quê Việt Nam. Và chúng tôi cũng quay một cái tuyến đường khác thì nó đi đi băng qua cái khu vực nông thôn, nhưng mà có nhà ở của người dân nhiều và có cây cối nó âm tầm. Rồi chúng tôi cũng sẽ quay một cái đoạn video nói về cái hiệu quả của những cái tuyến đường bê tông nông thôn này, nó giúp người dân như thế nào vào ban đêm. Thì đây quý vị thấy là nếu mà cái tuyến đường này vào những cái Tết năm trước, đặc biệt là vào mùa mưa, thì chúng ta cũng di chuyển đi bộ đi ngang qua cái khu này cũng đã khó rồi. Còn ở đây thì quý vị thấy là xe ô tô đồ đi qua lại nó thoải mái. Cái bề rộng mặt đường này thì nó khoảng tầm 2m rưỡi, 3m đến 3m rưỡi, tùy theo cái đặc điểm thì một chiếc xe ô tô chạy qua thì thoải mái. Nếu mà có xe chạy ngược chiều thì sẽ tấp vào một cái ngã ba nào đó để né. Quý vị thấy cái hoàn cảnh xung quanh rất là đẹp như này. Và với cái chương trình mà cái xã văn hóa giúp cho tất cả các cái tuyến đường ở miền quê, các cái xã nông thôn đều được tự động hóa như này thì rất là tuyệt vời đối với đời sống của bà con ở miền quê. Sau khi kết thúc cái đoạn video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về một cái đoạn video khác mà chúng tôi quay vào ban đêm. Sau đó chúng tôi sẽ quay một cái đoạn đường nó đi ngang cái khu nhà ở cũng của bà con ở nông thôn Việt Nam, trong cái chương trình bê tông hóa các cái tuyến đường ở nông thôn để mà đạt chuẩn các cái xã nông thôn mới. Đây, cái tuyến đường này thì nó bắt đầu từ những cái đường chính nó đi vào các cái khu dân cư. Hẹn gặp lại. Thì đây là chúng tôi quay một cái đoạn video về cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường nông thôn được bê tông hóa mà vào ban đêm. Tức là ngay cả ban đêm thì cái việc bê tông hóa như này nó sẽ giúp cho người dân ở nông thôn người ta đi lại nó rất là thuận lợi và an toàn. Tất nhiên là ở nông thôn thì sẽ không có đặng đường giống như ở các cái thị trấn, thị xã hay là thành phố. Những năm trước đây á, khi mà xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi á, chưa có được vào cái diện nông thôn mới á, thì tất cả những tuyến đường như này á, là các tuyến đường đất vào ban đêm như này thì chắc chắn là cái việc di chuyển như này rất là khó. Người dân chỉ có tập trung vào một số cái tuyến đường chính thôi, có thể là chấp nhận đi vào đi xa một chút, nhưng mà chắc chắn là không thể đi trực tiếp trên những cái tuyến đường như này để mà rút ngắn cái khoảng cách được. Rồi nếu mà vào dịp Tết, chúng tôi đang làm cái đoạn video này vào cái dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, vào những dịp Tết mà gặp mưa nữa thì cái tuyến đường này thì đi bộ nhiều khi còn khó khăn
chứ chưa nói đến cái việc mà di chuyển bằng xe máy như chúng tôi đang đi như thế này. À, thì với một cái đoạn video quay vào ban đêm nên có rất là nhiều xe máy di chuyển kể cả hai chiều như thế này, và xe của chúng tôi cũng là xe gắn máy, để quý vị thấy là cái mức độ tiện ích của những cái tuyến đường bê tông nông thôn giúp ích cho bà con rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái tuyến đường bê tông hóa nông thôn. Đây là cái quang cảnh của những cái ngôi nhà dân ở hai bên cái tuyến đường. Cái đoạn đường này thì nó khác với cái đoạn đường ở đầu video là xung quanh là vườn nhà chứ không phải là đồng ruộng. Cái điều đầu tiên là cái việc bê tông hóa những cái tuyến đường như này, nó giúp cho bà con di chuyển đi lại nó thuận lợi. Đồng thời là với cái việc di chuyển đi lại từ xóm này qua xóm kia nó thuận lợi như vậy á, thì con người người ta nó thích di chuyển hơn, nó sẽ tăng tình cảm của người dân ở trong xóm, trong làng cũng như từ xóm khác, làng khác đến, và thông qua đó thì người ta cảm nhận được cái quang cảnh thiên nhiên nó rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy hai bên màn hình đó, những cái vườn cây keo thôi người ta trồng, hay là những cái vườn những vườn nhà với những cái vườn rau, những cái cây trồng rất là đơn giản nhưng mà nó trùng trùng điệp điệp như vậy, hết vườn này đến vườn kia, nó tạo nên những cái cảnh quan nó thanh bình, nó yên ả, nó tươi mát. Qua đó thì cái người dân ở địa phương á, người ta cảm thấy người ta yêu đời hơn, người ta thích cuộc sống hơn, rồi từ đó người ta sẽ có sức khỏe nó tốt hơn, người ta lao động nó năng suất hơn, và từ đó nó cũng giúp cho cái cuộc sống nó khá giả, nó văn minh hơn. Còn là cái người dân ở quê mà người ta xa xứ á, người ta đến các cái thành phố, người ta lao động, người ta học tập, người ta nghiên cứu vân vân, thì khi trở về người ta cũng cảm thấy cái việc đi lại nó thuận lợi, thì người ta thích về hơn. Từ đó mà người ta có những cái khoản đầu tư cho gia đình, cho người thân ở quê, và cũng sẽ góp phần cho cái khung cảnh ở quê, cái đời sống của bà con ở quê và cái nền kinh tế của quê hương nó đẹp hơn. Thì trở lại với cái tuyến đường bê tông, thì cái mặt đường như chúng tôi cũng đã từng giới thiệu thì nó có cái bề rộng của mặt đường á, nó cũng khoảng tầm 3 mét đến 3 mét rưỡi, nó đủ cho hai làn xe máy chạy một cách thoải mái, còn nếu ô tô thì chạy một chiều, nếu có xe hai chiều thì chúng ta né, chúng ta tìm một cái ngõ vào một cái nhà nữa, chúng ta né tạm để cho xe một xe qua, rồi xe kia tiếp tục chạy. Mặc dù là cái nhà dân á, cái mặt độ nhà dân xung quanh quý vị nhìn video nãy giờ cũng thấy là không có nhiều, nhưng vì mình là cái tiêu chí của cái xã nông thôn mới thì tất cả các tuyến đường đều được bê tông hóa như thế này, rất là đẹp. Thì khi mà bắt đầu tới đến đây thì nó có cái đoạn đường mà nó chưa có vào, chưa có dân cư, nó vào cánh đồng thôi, thì người ta chưa có đầu tư, chưa có làm, ưu tiên trước cho những khu vực mà có ít nhất là một hai nhà dân đi qua, và hy vọng là trong tương lai chính quyền cùng với người dân sẽ tiếp tục đầu tư để tất cả các cái nẻo đường, các cái ngõ
các con hẻm ở xã Nghi Trung đều được bê tông hóa để cho ngoài cái việc đi lại của con người thì các phương tiện giúp cho cái việc canh tác của người nông dân cũng được di chuyển, nó sẽ tốt hơn. Chúng tôi kết thúc video này với một cái quang cảnh rất là đẹp, hai bên là những cái vườn cây keo của bà con trồng cũng được tầm 2 đến 3 năm tuổi rồi, nhìn rất là đẹp như này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Chân thành cảm ơn lãnh đạo địa phương xã Nghi Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cùng với toàn thể người dân đã đồng tâm hợp sức cùng nhau tạo nên một cái xã nông thôn mới vào cuối năm 2018 đầu năm 2019 để cho bà con có những cái tuyến đường được bê tông hóa như này để đi lại và đón cái Tết Kỷ Hợi 2019, cái Tết đầu tiên mà xã nhà được công nhận là nông thôn mới.